Kỳ thủ lại Lý Huynh cho biết đã nỗ lực hết mình trong nội dung đồng đội và sẽ cố gắng thi đấu tại nội dung cá nhân tiếp theo của môn cờ tướng ở ASEAN 19. Ngày sau tối muộn ngày 1 tháng 10 tại ASEAN 19, khi trận chung kết cờ tướng đồng đội hỗn hợp nam nữ khép lại giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhiều kỳ thủ của Việt Nam đã chia sẻ cảm xúc. Trong đó, tất cả đều có sự tiếc nuối khi chưa thể giành chiến thắng để làm nên tấm HCV lịch sử và thay vào đó là kết quả huy chương bạc. Dù vậy, các lượt trận tại nội dung đồng đội và kể cả trận chung kết gặp Trung Quốc là cuộc tỉ thí thực tế giúp mỗi kỳ thủ có thêm kinh nghiệm trước khi vào tranh tài nội dung cá nhân tới đây. Kỳ thủ lại Lý Huynh bày tỏ, tôi rất vinh dự khi mình đã thi đấu hết mình, vào được trận chung kết. Phải thấy rằng đội chủ nhà Trung Quốc mạnh, về chuyên môn của từng kỳ thủ Trung Quốc là nhiều kinh nghiệm cũng như đội cờ tướng chủ nhà có truyền thống lâu đời nên chúng ta để thua đáng tiếc. Từ kết quả này, chúng ta cũng thấy đội bạn mạnh. Dù vậy, các thành viên của đội tuyển cờ tướng Việt Nam cũng thi đấu hết khả năng khi chúng tôi nỗ lực trong từng trận đấu để giành vé vào chung kết. Chúng tôi cũng hy vọng môn cờ tướng sẽ được đầu tư tốt hơn tiếp theo để phát triển mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn qua đó tiếp cận với các đấu trường quốc tế. Chinh phục ASEAN, xuyên suốt 5 trận vòng loại của nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ, lại Lý Huynh cùng các đồng đội Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Kim Loan đã được bố trí tranh tài với những đối thủ mạnh nhất. Chúng ta có trận thua trước Trung Quốc trong vòng loại, trận thứ hai và ít nhiều có sự phòng bị ở chung kết khi gặp lại họ. Điều ấy thấy rõ khi tại bàn của lại Lý Huynh, kỳ thủ của chúng ta tìm các phương án khác.